xin lỗi quý vị. Chúng tôi kính lễ sư trưởng. Kính chào chư Tùng Đức và thân chào tất cả quý đại hội Phật tử. Hôm nay chúng tôi có phần chúc Phật Việt ở đi thuyết pháp ở Phương Lâm với Thái Hòa chùa của Pháp Tân, nên về tới đây cũng hơi mệt. Xin cảm ơn thượng tọa Thượng Phúc đã giúp dẫn nhập và giảng giải cái tư vựng của bài kệ. Bài kệ hôm nay chúng ta sẽ học một ý nghĩa mà Đức Phật Ngài dạy từ một hành động. Không tốt đẹp khi mà cái hành động ấy làm xong thì phải ăn năn ra trước, mắc nhiếm lệ khóc than, thì lãnh quả dị thục. Bài kệ này có duyên sự Đức Thế Tôn thuyết ở tại thành ở tại Chitawana, thành Sâu Thi, do câu chuyện của một người nông dân mà ách giữa đàn mang vào ổ. Anh nông dân ấy cày ruộng ở gần thành Sâu Thi, mà trên cái con đường dẫn ngang qua ruộng của anh ta thường hay có những kẻ trộm. Sau khi nó đột nhập vào trong thành Sau Thi, nó lấy vàng bạc châu báu rồi nó ra cái bờ ruộng đó, nó ngồi nó chia tài sản rồi chúng ra đi. Thì sáng hôm nay đó, Đức Thế Tôn Ngài cùng với Tôn giả Ananda Đa đi phất thực. Và Đức Thế Tôn đã quán xét và thấy được nhân duyên của người nông dân này ngày hôm nay chứng được quả vị dự lưu, nhưng mà anh ta sẽ gặp một cái sự rắc rối. Cho nên Đức Phật Ngài dẫn Đại Đức Ananda đi ngang qua cái con đường đó, đi ngang qua thửa ruộng của anh ta. Và thưa quý vị, tờ mờ sáng hôm ấy, kẻ trộm đột nhập vào thành sau khi lấy vàng bạc châu báu, nó để trong một cái túi vải còn lại. Và hôm nay thì bị người ta phát hiện, người ta rượt đuổi, cho nên anh chạy ngang qua, anh ném cái túi trên bờ rồi anh lẩn trốn. Thì lúc bây giờ vào lúc sáng tinh sương, người nông dân này đi vào ruộng để cày, anh ta cũng không để ý. Lúc mà anh ta đang xuống cày đó thì Đức Phật và Tôn giả Ananda đi ngang. Đức Thế Tôn mới dừng lại ở trên bờ ruộng và chỉ Tôn giả Ananda: "Này Ananda, ngươi có thấy con rắn độc ở trong đó không?" Thì hiểu được ý của Đức Thế Tôn, Tôn giả Ananda nói: "Bạch Đức Thế Tôn, con thấy con rắn cực độc." Ở đây là những cái câu trả lời và
những cái câu hỏi của Đức Phật Tôn giả Ananda chỉ là cái cách ám chỉ thôi quý vị. Thí dụ và sau khi Đức Thế Tôn đã gợi chuyện hỏi Tôn giả Ananda để gây cái sự chú ý cho nông dân này, rồi ngài tiếp tục đi khất thực. Thì khi đến chợ nông dân, anh dừng lại, anh dừng cài, anh bước lên trên bờ ngay cái chỗ đó, thì có một cái túi vải người ta mở ra thì vàng. Vừa lúc đó dân chúng họ chạy ra, họ đi ngang, họ nhìn thấy cái túi đó, họ mới nhận ra được đây là cái tang vật vàng bạc của họ, của nhà họ bị mất. Cho nên họ đã bắt anh chàng nông dân đó đi đến đức vua Pasenadi. Lúc bây giờ đức vua không kịp suy nghĩ, nên vừa khi người ta trình bày cho vua biết rằng cái gối tăng vật này được thấy trên bờ ruộng của chàng nông dân, thì đức vua đã cho bắt trói và nông dân nói lại và dẫn ra pháp trường. Thì trên đường đi anh ta không nói gì cả, mà anh ta chỉ lặp lại cái lời nói của Đức Phật ám chỉ và câu trả lời của Tôn giả Ananda là: ngươi có thấy rắn độc không? Và Đức Thế Tôn: không có thấy con rắn độc. Anh ta cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì quân lính tưởng rằng anh ta bị không được bình tĩnh hay sao, cho nên nói sẵn, người ta mới dẫn lại đức vua. Và lúc bây giờ đức vua mới tra hỏi anh ta tại sao mà anh ta nói như vậy. Thì anh ta lúc đó mới nói một câu: đại vương, thần dân không phải là một kẻ trộm, thần dân là một người nông dân đang cày ruộng ở trên ruộng của mình. Nhưng mà lúc sáng này, lúc mà Đức Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi khất thực ngang qua đó, thần có nghe các ngài nói chuyện. Đức Phật hỏi Tôn giả Ananda: có thấy con rắn độc không? Ngài chỉ vào cái túi rồi. Tôn giả Ananda nói có thấy, và hai ngài đã tiếp tục đi. Thần mới mở cái gối đó, thấy chỉ là vàng thôi, và sau đó bị người ta bắt đem về đây. Đức vua lấy cái sự kiện làm lạ, đức vua mới nghĩ rằng cái sự kiện này phải có vấn đề khúc mắc gì đó, mới dẫn chàng nông dân đó đi đến Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, lúc sáng ngài có đi ngang qua cái thử ruộng của người nông dân này không? Đức Thế Tôn nói: Như Lai có đi ngang qua. Nó bạch Đức Thế Tôn: khi ngài đi ngang qua, ngài thấy cái gì và ngài đã nói cái gì? Bạch cái Đức Phật là bảo rằng: Tôn Đại Vương, khi đi ngang qua thì Như Lai thấy một cái túi vàng để trên bờ ruộng của người nông dân đó, và Như Lai đã hỏi A Nan: có thấy con rắn không? Và A Nan trả lời là thấy. Có nói như vậy thì đức vua nghe Đức Thế Tôn thuật lại cái sự kiện ban sáng, nó trùng khớp với cái lời của chàng nông dân ở trong hoàng cung mà đã khai báo. Vì vậy cho nên đức vua xét người nông dân này là vô tội, chỉ bị tình cờ một quan ức ách giữa đàn mau và cổ thôi, nên thả anh ta ra. Lúc bây giờ đức Phật nhân đó là mới thuyết lên cái pháp thoại, và cái pháp thoại này có cả hai tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất, thưa quý vị,
Đức Phật Ngài muốn nói đến cái hậu quả mà người nông dân này giờ đây phải bị du quan và phải bị một trận khiếp đảm, sợ hãi, bị bắt và dẫn ra pháp trường như vậy đó, là do trong đời sống quá khứ anh ta cũng đã từng vu khống người khác, đã từng vu khống người khác, làm cho người khác phải khốn đốn, phải sợ hãi. Cho nên chính cái hành động đó mà giờ đây anh ta phải chịu cái hậu quả như vậy. Và đồng thời Đức Phật Ngài cũng muốn để cảnh báo cho Đức Vua biết rằng khi mà Đức Vua ra lệnh xử tử một người vô tội như thế, đây là một cái hành động không tốt, bởi vì nếu sau khi giết xong rồi Đức Vua sẽ ăn năn rày rứt và quả vị thục sau này sẽ là mắt nhóm lệ khóc than. Một bài kệ mà Đức Phật thuyết cho hai đối tượng, một người chịu quả ở quá khứ và một người đang sắp hành động ác để mà bị quả khổ và hối hận trong tương lai. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết bài kệ đó xong, thì người nông dân này đã chứng được quả Tu Đà Phật và hội chúng cũng đạt được nhiều lợi ích do nhờ cái sự nghe pháp đó. Thưa quý vị, duyên sự của bài kệ ở trong chú giải Kinh Pháp Cú câu 67 đã nói lên như thế: và bài kệ này chúng ta cũng không có gì nó khó khăn để hiểu. Ở đây Đức Phật Ngài không có nói rằng một cái hành động ác phải bị phạt vạ hay phải bị ghi chép, phải bị phán xử như thế nào ở dưới cõi địa ngục hay là do ai ghi chép như dân gian họ thường quan niệm. Mà Đức Phật Ngài chỉ nói một cách rõ ràng, xác thực để cho chúng ta hiểu rằng bất cứ hành động nào mà làm rồi phải ăn năn rai rứt lương tâm, dân sức toa anh nói tấp và tiếp, thì cái hành động đó được gọi là một hành động không tốt đẹp, đồng nghĩa với hành động bất thiện. Và cái điểm thứ hai nữa là một cái hành động nào mà sau khi làm xong phải lãnh chịu quả vị thục của hành động ấy với nước mắt đầy mặt than khóc, thì với hai cái định nghĩa đó Đức Thế Tôn đã cho chúng ta một kết luận để chúng ta nhận xét về cái hành động xấu mà tự chúng ta có thể nhận xét được, không cần phải ai đó phán xét cho chúng ta. Lẽ thường thì người Phật tử có đôi lúc
chúng ta làm một cái việc gì, một cái hành động gì, rồi chúng ta cứ đi vào chùa để bạch hỏi chư tăng, con làm cái hành động đó, con làm cái việc đó như vậy có mang ác nghiệp hay không, có phải là một cái hành động xấu hay không. Thì có những trường hợp, thưa quý vị, cái câu hỏi cũng chính đáng chứ không phải là không, nhưng mà có những trường hợp người Phật tử vì không hiểu được cái ý nghĩa nội dung của cái bài kệ này mà chúng ta mới đi hỏi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tự mình trắc nghiệm là chúng ta biết cái hành động của mình đã làm đó nó là tốt hay là xấu, chúng ta biết được. Và chúng ta tự trắc nghiệm như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ hơn ai hết. Bởi vì sao vậy? Nhiều khi một cái hành động chúng ta đã làm, hai cái hành động đã xảy ra, khi mà chúng ta thuật lại để hỏi vị khác, hỏi người khác xem cái hành động có tốt hay là xấu, nhiều khi chúng ta kể lại mà chúng ta kể không xác thực, nó không đúng với một cái sự thật. Bởi vì khi chúng ta kể ra, có đôi lúc chúng ta có thêm thắt hay là thiêu dệt, làm cho cái câu chuyện đó nó có vẻ như là mình vô tình mình làm không có sự cố ý, vân vân. Mà nếu là như vậy đó, thì cho dù được trả lời rằng đó là một cái hành động không có lỗi lầm, chúng ta vẫn phải bị mang hậu quả, là bởi vì cái hành động chúng ta làm thì tự khắc chúng ta phải biết, chúng ta biết như thế nào. Ở đây thì quý vị, khi mà chúng ta làm một việc gì, hành động nào, nói lời gì, gây ảnh hưởng, thương tổn đến người khác, mà sau đó tâm mình ăn năn, dai dứt, hối hận, thì chúng ta nên biết rằng nên kiểm tra lại cái hành động đó là cái hành động xấu, cái hành động đó là hành động không nên tiếp tục làm thêm. Còn nói chi là quả gì thuộc có hành động nào mà khi thọ lãnh, mắt nhíu lệ, khóc than, sầu muộn và đau khổ, thì càng khẳng định rằng đó là cái hành động ác bất thiện. Ở đây cái người nông dân này, ở trong đời quá khứ đã tạo một cái hành động không tốt, cho nên hiện tại quả dị thục phải bị tai ương như thế. Và rồi xét trong cái hiện tại thì khi anh ta thấy một cái củ rơi, biết rằng cái củ rơi đó không phải là của mình, nhưng mà anh ta vẫn lên bờ ruộng và anh ta nhặt lấy, mở ra xem. Thì cái hành động đó, thưa quý vị, xét ra thì không phải là ác nghiệp, chỉ vì anh ta tò mò thôi. Nhưng mà cái việc làm tò mò của anh ta, nó khiến cho anh ta chuốc quả vào thân, thì rõ ràng cái hành động này cũng là không tốt. Ở đây Đức Phật đã khéo dùng cái từ gọi là nát xa thuốc, tức là không tốt. Chứ Đức Phật Ngài chưa có khẳng định đây là cái tăng pa pa. Ngài không có nói đến cái chuyện ác chuyện pa pa, mà Ngài chỉ nói đến cái từ gọi là nát xa thuốc. Ở trong cuộc sống của chúng ta có những việc không phải là
xấu. Nhưng mà cái việc làm đó nó không được tốt đẹp, chúng ta phải thận trọng. Cái thận trọng đó phải do nhờ chánh niệm, phải do nhờ cái trí tuệ nhận thức. Thí dụ như người xưa người ta có nói cái câu: qua điều bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan. Chúng họ cũng có một cái kinh nghiệm để người ta dạy chúng ta sống. Chúng ta đi ngang qua cái ruộng dưa đó, cái trái dưa hấu, ruộng dưa mà người ta trồng ở dưới đất đó quý vị. Dưa hấu thì nó một trái dưới đất, người ta ở trong nhà người ta canh chừng, người ta ngó ra ngoài ruộng dưa của họ để họ canh chừng kẻ trộm. Chúng ta đi ngang qua mà chúng ta vô tình chúng ta khom xuống, chúng ta sửa đôi giày của chúng ta đó, hay sửa đôi dép của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta bị người ta nghi ngờ chúng ta là kẻ ăn trộm dưa, khom xuống để mà hái. Cho nên người ta dạy chúng ta là qua điều bất nạp lý, tức là qua ruộng dưa đó thì mình đừng có khom xuống để mình sửa cái đôi giày của mình. Lý hạ bất chỉnh quan, tức là ở dưới cái cây mận đó, đi ngang qua cái cây mận hay cái ổi gì, mình đừng có đưa tay mình sửa cái mũ. Bởi vì nếu mà đưa tay sửa mũ, người ta ở nhà xa xa người ta thấy mình đưa tay lên, người ta tưởng mình hái. Do đó cho nên mình phải thận trọng. Thì trong đời sống của chúng ta nó có nhiều cái chuyện đáng tiếc lắm thưa quý vị. Nhiều khi chúng ta không có một cái ý xấu, chúng ta không có ý tham, ý sân, không có bất thiện, nhưng mà cái hành động của chúng ta thì nó lại là cái hành động tình nghi mà lý gian, thì đó là phạt thú. Nó không tốt đẹp. Vì vậy cho nên chúng ta phải chuốc lấy cái quả và làm cho chúng ta bị hối hận, bị đau khổ, bị rai rứt. Còn một cái trường hợp khác, cái hành động không tốt mà để chỉ cho bất thiện đó, thì cái hành động đó gọi là cái hành động giác sát asubukurodam vipakang pativesti. Chúng ta thấy rõ trong bài kệ này có hai vế. Cái vế thứ nhất là văn cách toa anuttapati, một việc làm gọi là không tốt, khi mà làm xong bị rai rứt ăn năn. Và cái vế thứ hai nói rằng giác sát asubukho rodang vipakang pativesti, thì chỉ cho hai việc mà chúng tôi đã nói khi nãy, tức là một cái việc làm không tốt, nếu cái việc đó xét thấy tình nghi nhưng mà lý gian, thì trong trường hợp đó người trí, cái bậc trí tuệ và Pandito Namak, bậc trí tuệ cũng không nên làm, phải thận trọng. Còn cái việc làm ác, việc làm bất thiện thì cái điều đó càng không nên làm nữa, cái điều đó càng không nên làm nữa. Ở đây khi mà muốn đề cập đến cái chuyện của người nông dân này, thì Đức Phật này dạy cái câu trên: Na tăng cam măng cách tăng sa thu văn cách tòa anh đu tấp bạch tiết. Còn khi mà Đức Phật này muốn khuyên giải Đức Vua Vasenadi, là một vị vua phải cư xử, phải cân nhắc, phải tra hỏi cho kỹ lưỡng, chứ không phải là nghe người ta trình bày rồi đem ra pháp trường mà xử trảm liền. Bởi vì cái hành động như vậy nó tăng cầm măng cái tăng nó xa thuốc giá xa asubuko rô đồng của ta cần phát triển quyền sát tí. Cái hành động đó nó không tốt, khi mà quả dị thục của nó lúc thọ lãnh mắt nhúc lệ khóc than. Một bài kệ mà Đức Phật này khuyên cả hai trường hợp. Trong trường hợp này chúng ta là người Phật tử thì chúng ta phải học theo cái cách đó. Bây giờ chúng ta học cái cách đó, nó có hai, nó có ba trường hợp, phương pháp để chúng ta rút kinh nghiệm.
đối với những việc làm nào trong đời sống này mà có thể đem lại cho chúng ta ách giữa đàng mang vừa khổ, thì trong trường hợp này chúng ta luôn luôn phải dùng chánh niệm và trí tuệ, dùng chánh niệm và trí tuệ để chúng ta ngăn chặn cái hành động đó. Ở trong kinh và luật, Đức Phật Ngài thường dạy những cái vấn đề đối với một vị tỳ kheo hay đối với người Phật tử cũng vậy. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy vị tỳ kheo khi mà ngồi ở trong nhà người khác, ngồi ở trong nhà người cư sĩ, mắt không nên ngó chỗ này hay ngó chỗ khác mà chỉ nhìn xuống thôi. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình nhìn ngó chỗ này chỗ kia, khiến cho cái người gia chủ bất chợt họ nhìn thấy vị tỳ kheo đưa mắt nhìn giáo giác như vậy, thì nếu như mà họ sau khi tỳ kheo đó về chùa rồi mà họ ở đây họ mất đồ, thì họ có thể nghi ngờ tỳ kheo lấy. Bởi vì vị tỳ kheo đó khi ngồi trong nhà mà mắt để ý dò xét cái chỗ này chỗ nọ, đó là Đức Phật dạy cho cái cách để vị tỳ kheo khôn ngoan mà không bị. Hay là Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo không nên thường lui tới hoàng cung, hoặc là đi tới chỗ đức vua diễn tập quân đội. Vì sao vậy? Đức Phật Ngài dạy rằng nếu mà vị tỳ kheo thường đi lui tới chỗ hoàng cung, mặc dù đức vua có cái lời thỉnh cầu, vị tỳ kheo thường đến để đức vua có cái dịp ý kiến cúng dường, nhưng mà có những cái trường hợp, thí dụ ở cung phi, cung tần mỹ nữ của đức vua rất là đông, rồi vua ăn ở với một cung tần, một phi nào đó qua đêm, rồi đức vua lại quên đi. Sao cái người phi tần đó họ có mang, lúc bây giờ đức vua không có nhớ được là mình có sống với cái phi tần này hay không. Đức vua chợt nhớ rằng ở trong hoàng cung là cái chỗ cung cấm, chỉ có các vị sa môn thích tử thường lui tới, chắc có lẽ là cái trường hợp này các vị đó sẽ là tác giả. Như vậy là vị mang ăn quà, hay là đi đến cái chỗ người ta diễn, đức vua diễn tập quân đội mà vị tỳ kheo hay thường lui tới lân la để mà xem, để mà vui thôi chứ không có gì. Nhưng mà sau đó đức vua động binh bị thất bại, đức vua lại nghi ngờ rằng cái vị tỳ kheo là trinh thám của kẻ địch đi đến đây để dò xét tình hình rồi thông báo cho bên kia, cho nên đức vua ra quân bị bại trận. Những trường hợp như vậy, thưa quý vị, chúng ta thấy Đức Thế Tôn Ngài dạy rất khéo. Mặc dù cái hành động đó thì không phải là hành động ác, rõ ràng vị tỳ kheo đó vô tình thôi, nhưng mà cái hành động đó nó không tốt, là bởi vì có thể nó sẽ đưa đến cái tình trạng ách giữa đàng mang vào khổ, lúc đó buồn phiền hối tiếc bởi vì đã bị can dự vào những cái chuyện không đâu. Thì đây là một trường hợp mà người Phật tử chúng ta nên thận trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Những cái chỗ vàng bạc mà người ta để, người ta cất, cái chỗ đó mình không nên đến. Và khi mình đi vào nhà, nếu như người chủ nhà họ có dịp họ đi ra khỏi nhà, thì chúng ta phải lập tức chúng ta bước ra ở bên ngoài hoặc đi theo họ. Chúng ta không nên ngồi ở trong đó. Và tái má tay chân chúng ta kéo học tủ, hay là chúng ta dỡ những sách của họ, hoặc là dịnh cái này cái kia trên bàn của họ, thì trường hợp đó nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái hậu quả. Một cái hậu quả đó mặc dù không phải là rơi vào địa ngục, nhưng mà cái hậu quả đó là cái hậu quả nó không được an lạc thôi.
Cho nên cái cách thứ nhất là chúng ta phải dùng trí tuệ và chánh niệm để chúng ta dè dặt thận trọng từng cái cử chỉ, cái lời nói của mình. Rồi cái phương pháp thứ hai để mà chúng ta học tập đó, đó là đối với những cái việc làm không tốt như là bất thiện, ác nghiệp, thì chúng ta phải biết rõ bất cứ một cái ác nghiệp nào mà chúng ta đã tạo, ác nghiệp đó nó do tâm tham hành động, hoặc sân hành động, hay si mê hành động, tà kiến hành động, thì những cái ác nghiệp đó nó sẽ đưa đến cái hậu quả đắng cay trong đời sau. Thì chúng ta cần phải khởi lên cái lòng tàm, lòng quý, như rơi ở tập ác, biết ghê sợ và khổ thẹn tội lỗi, để chúng ta ngăn ngừa những cái việc đó chúng ta không nên làm, chúng ta dứt khoát không nên làm. Và khi mà chúng ta có cái sự cẩn thận, dè dặt và ngăn chặn ác nghiệp như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không lãnh cái hậu quả đắng cay, nước mắt đầy mặt ở trong tương lai. Và trường hợp thứ ba nữa là, thưa quý vị, ở đây chúng ta cần phải tu tập thường xuyên về những thiện pháp. Tu tập thường xuyên về những thiện pháp. Vì sao vậy? Trong cái bài kinh Hạt Muối, Đức Phật này có ví dụ: này các tỳ kheo, ví dụ như là một cái nấm muối. Khi mà người múc bỏ vào trong cái dòng sông Hằng, hay là vào một cái sông Cái có cái khối nước khổng lồ, thì cái nhóm muối đó nó không đủ sức để làm cho mặn. Thì cũng vậy, một người mà thường xuyên tu tập về thân tu tập, giới tu tập, tâm tu tập và tuệ tu tập, làm cho tâm được thuần thục, được trải rộng, thời như vậy những cái việc, những cái hành động bất thiện nhỏ nhặt nó không đủ sức để làm cho người đó phải bị cái hậu quả đắng cay sanh ở cảnh giới địa ngục. Hoặc cũng ví như một người mà họ thường xuyên, thí dụ bây giờ một cái người họ thường xuyên làm cái điều tốt, rồi nếu như thỉnh thoảng họ có một cái lời nói hay là cái hành động vô ý nào đó, họ vi hại đến người khác hoặc là làm cho người khác phiền lòng, thì người ta cũng không có ác cảm được. Tại sao vậy? Bởi vì trước đây người này thường nói những cái lời dịu ngọt, nói những lời chân thật, hay là nói những lời tốt đẹp, thì bây giờ cái lời nói vô ý đó người ta sẽ bỏ qua được. Hoặc ví dụ giống như một người nhà giàu, họ có tiền bạc dư ăn dư để, bây giờ ví dụ như họ bắt một con dê đi lạc ở trong nhà của họ và họ đem làm thịt ăn, thì người ta có phát hiện, chủ nuôi dê họ có phát hiện, thì họ cũng không có đến nỗi mà họ vu khống người này là kẻ trộm để mà dẫn đến đức vua. Bất quá thì thỏa thuận người kia họ sẽ trả cho một số tiền cho chủ nhân vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta hành động thiện pháp thật là nhiều, thì lúc bây giờ những cái ác bất thiện pháp hay là những cái điều không tốt mà chúng ta đã lỡ làm, thì cái điều đó nó cũng sẽ không có tan. Cái hồi nãy mà chúng tôi nói, một người mà họ đi qua ruộng dưa hoặc là họ dưới cái tàn cái cây mận, cái ổi của người ta mà sửa mũ hoặc là sửa giày mà có thể bị người ta nghi ngờ đó, thì trong trường hợp thưa quý vị nó cũng còn tùy. Nếu mà chúng ta là một người lương thiện, một người đạo đức tốt mà ở trong làng sớm ai cũng biết được, thì trong trường hợp này họ sẽ không có nghi ngờ gì. Với một người ăn cắp quen tay đó, khi họ đi vào nhà, cái ánh mắt của nó cũng có thể lên án nó được, có thể kết tội nó được.
hay là một cái hành vi, một cái cử chỉ tay của nó cầm cái đồ vật của người ta, của người gia chủ ở trên tay, mặc dù cầm để coi rồi bỏ xuống, nhưng mà sau đó lỡ mất thì người ta có thể nghi ngờ. Nhưng mà với một cái người lương thiện đã từng là cái người quen biết với chủ nhà, và chủ nhà cũng đã biết người này sống lương thiện, người này chưa hề đánh cắp của ai, người này chưa hề gian xảo, thì với cái hành động đó người ta chỉ mỉm cười thôi. Người ta thấy anh ta đi vào nhà thì người ta không có gì để nghi ngờ cả. Vì vậy cho nên cái ý chúng tôi muốn nói cái điều thứ ba đó, là chúng ta phải chuyên tu tập và tu tập thuần thục những cái thiện pháp. Và khi mà chúng ta thuần thục những cái thiện pháp đó, thì lúc bây giờ tâm chúng ta được trải rộng, thì cho dù một cái hành động nhỏ nhặt nó cũng không đủ làm cho cái hậu quả tệ hại. Cũng giống như một nhúm muối thì không đủ làm cho một cái dòng sông trở nên mặn. Đây là trường hợp thứ ba mà chúng ta phải khéo áp dụng để chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày. Nói tóm lại là bài kệ hôm nay đó, Đức Phật này đã dạy hai vấn đề: định nghĩa về cái hành động không tốt và một cái hành động gọi là ác. Thì ở bài học đó chúng ta có được ba kinh nghiệm tu tập. Một là từ cái hành động nhỏ nhặt chi tiết nào ở trong cuộc sống, chúng ta cũng phải dùng chánh niệm và trí tuệ để chúng ta ngừa cái trường hợp ác giữa đàn mang vào khổ. Còn đối với ác nghiệp thì chúng ta phải luôn luôn có lòng tàm lòng quý để chúng ta ngăn chặn đừng có làm. Và trường hợp thứ ba là chúng ta phải tích cực nỗ lực làm các điều thiện để cho tâm của chúng ta nó trải rộng, nó bao la vô lượng, thì để những cái hành động nhỏ nhặt mà chúng ta lỡ có làm đi chăng nữa thì nó cũng không có tác hại lớn, nó cũng không có gây nên cái hậu quả bi đát cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của cái bài kệ này mà chúng tôi xin được trình bày trong buổi giảng ngày hôm nay, để mong đem lại cái sự an lạc, yên vui cho quý vị Phật tử chúng ta. Và giờ đây thì cũng đã hết giờ, chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Kính chi phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn an vui tiến hóa. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng và kính dâng công đức này đến tất cả chư tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.